Hello mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong livestream học vẽ cùng với Journal vào mỗi tối thứ hai lúc 9 giờ theo giờ Florida. Ân Nguyễn là Journal Certified Educator và hôm nay ân muốn chia sẻ với mọi người cách vẽ bông hoa hồng lồng ở trong trái tim. Đây là một cái bàn tay mà ân mới vừa vẽ xong một bên. Thì mình sẽ có, khi chúng ta lắp hai cái ngón tay này lại với nhau thì mình có một cái bông hoa hồng nguyên và cũng là một hình trái tim nữa. Còn ngón này thì ân có dán rhinestone trên cái nền của matte top coat. Mọi người thấy có dễ thương không? Hello chị Hương Nguyễn. Hello chị Nguyễn Huỳnh. Ok, tay bên đây thì ân muốn nó khác biệt một chút xíu nên ân sẽ làm pointy shape thay vì coffin shape. Thì cái design này nó có thể làm với bất kỳ shape nào và ân thấy nó rất là đơn giản, nhanh nữa. Kẹp thì mình bắt đầu nha. Để làm design này thì ân sẽ cần có chai Jellyfoil Gel. Hôm nay ân dùng màu số 17 là màu đỏ. Background thì ân sơn màu pure black, màu đen. Mình cũng cần đến chai Velvet Matte Top Coat và chai Crystal Top Coat nữa. Để vẽ bông hồng á, thì ân có dùng cái màu White Artist Gel số 11 là màu trắng. Mình cũng sẽ cần cái hũ glue gel của Journal để mình đến một sàn. Và hai cái cọ hôm nay mà ân xài là cây Mini 3D và cây cọ Gian hai đầu, cây cọ ưa thích của ân. Hello chị Tammy Nguyễn. Hello chị Cindy Cao. Cảm ơn mọi người đã vào xem livestream cùng với ân ngày hôm nay. Và mọi người có thể giúp ân share và like cái livestream này để cho những anh chị nào hôm nay có việc mà chưa có thể coi được thì mọi người có thể biết đến và xem lại. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Trên bàn tay này thì ân đã sơn màu đen rồi và ân có ba ngón, ngón út, ngón trỏ và ngón cái thì mình sơn màu matte top coat. Hai ngón này thì ngón nhẫn và ngón giữa thì ân đang để lại. Để mình design xong mình mới sơn top coat. Hello chị Thu Lưu. Hello chị Quỳnh Như. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ha. Đầu tiên thì ân sẽ dùng hũ màu trắng trong set màu vẽ của mình và cây cọ hai đầu. Thì hôm nay ân sẽ dùng cái đầu nhỏ. Đầu tiên, việc đầu tiên mà mình phải làm thì mình sẽ cần vẽ cái background, tức là cái hình trái tim trước, để mình định hình coi cái bông hồng của mình. Mọi người thấy rõ không? Khi mà ân mở ra thì nó đúng là cái những cái cánh của cái bông hồng. Mình ghép lại thì mình có trái tim. Mình vẽ trái tim trước để mình định hình cái phần mà mình sẽ vẽ hoa hồng trước nha. Thường thì ân sẽ bắt đầu trái tim ở cái điểm chừng chừng ở ngay giữa cái móng tay, ở đây vẽ lên trước, sau đó mình sẽ kéo xuống. Thường khi vẽ trái tim á, ông không có vẽ lóng qua bên đây nhiều quá, bên phía bên góc trái nhiều quá, tại vì mấy anh chị để ý á, chút xíu mình phải dán rhinestone nữa, cho nên mình phải dán làm sao mà khi mình để thẳng cái ngón tay của khách mình vẫn thấy cái đường rhinestone chạy ở đây và mình có đủ space để mình vẽ hoa hồng. Nếu mà mình vẽ cái trái tim sát ra ngoài quá, khi mọi người dán cái rhinestone xong á, vẽ xong á, mình sẽ không còn chỗ để mà mình đính rhinestone nữa. Hoặc là ví dụ như mình có còn đủ chỗ đi mà cái rhinestone nó nằm chạy qua phía bên cái khóe tay của khách nhiều quá thì khi mình nhìn trực diện mình sẽ thấy nó không còn đẹp nữa. Mình đính rhinestone để nhìn cho nó đẹp mà nó không còn đẹp nữa thì rất là ổn. Ok, thì ân sẽ vẽ trái tim trước nha. Mình vẽ một tay, sau đó mình cân và vẽ cái tay còn lại. Ân sẽ cân cái điểm giữa thì nó nằm khoảng chừng ở đây. Và ân sẽ vẽ trái tim xuống đến khoảng chừng ở đây. Là được. Okay, mình có một đường và nửa phần còn lại thì ân sẽ nối từ đường này ra đến khoảng 1/3 của móng tay, khoảng tới đây
Thường thì ăn canh khoảng 1 phần 3 là được. Thì mình tới đây và mình còn một khúc ở đây nữa để mình đến Rhinestone là nó rất là vừa. Thì anh sẽ kéo từ giữa đến đây trước. Như vậy thì ăn cách cái cuticle khoảng 3 tới 4 millimeter tùy theo cái độ dài của ngón tay mà mọi người vẽ nha. Ở đây thì ông nghĩ nó chừng khoảng 3 mm. Thì ngón tay này nó cũng là size long, nhưng mà nếu mình vẽ cái ngón tay nhỏ hơn thì mình cách ít hơn, và mình không được cách ít hơn cái độ lớn của cái rhinestone nha mọi người. Tại vì mọi người luôn phải nhớ là cái đường mà mình đang vẽ nó nằm ở phía trong này, và mình còn phải đến rhinestone nữa, cho nên mình cách làm sao chút xíu mình đến rhinestone lên nó không có quá đụng cái phần da tay của khách, không có quá gần. Ok, và mình sẽ nối xuống tới cuối. Mình sẽ vẽ lại cho nó đều một chút xíu. Cái đường này mọi người không có cần phải vẽ cho nó thật là nét, tại vì chút xíu mình cũng đính rhinestone ở ngoài và mình vẽ cái bông ở trong, mình chỉ cần có một cái khung thôi. Ok, bây giờ anh sẽ đo và vẽ bên còn lại nha. Mọi người nhớ không, mới nãy mình canh là sao, nửa của cái phần móng tay khách thì nó nằm ở khoảng đây, vâng, ở dưới lên một chút xíu thì anh sẽ nhắm nó ở khoảng như đây, và mình đo lại một lần nữa nha. Mọi người phải luôn kiểm tra lại, make sure là nó đúng. Khi đo thì sao, mình để hai cái mũi của cái móng tay, cái đầu tip á, nó bằng cân với nhau, chứ không phải là đo ở ngay hai đường cuticle nha. Khi đo hai cái trái tim, mình để hai cái tip đầu mũi bằng nhau, thì mình xem thử hai cái chấm trắng mình mới vẽ và cái đường cũ nó đã cân với nhau chưa. Thì anh thấy được rồi, mình nhìn bên đây, mình thấy ngón này từ trên cuticle của khách đi xuống khoảng 3 millimeter, thì mình cũng sẽ chấm ngược lại bên đây đi xuống khoảng 3. Ở bên ngoài vô thì mình nhớ là 1 phần 3, thì anh cũng sẽ chấm chừng chừng ở giữa móng 1 phần 3. Ok, và mình sẽ canh lại một lần nữa, coi thử từ cuticle đi xuống, từ phía bên phải đi vào nó đã cân chưa. Thì anh thấy nó cũng khá là tương đối rồi đó mọi người. Thì bây giờ anh sẽ vẽ trái tim ha. Bây giờ thì cái công việc của mình chỉ là nối những cái điểm này thôi, nên tùy theo cái tay nào thuận và cái chiều nào thuận của mọi người, mình có thể nối từ giữa ra phía ngoài hoặc là kéo ngược từ ngoài vào trong. Không, mỗi người đều có một cái hướng vẽ và cái tay thuận khác nhau, nên là cái đường này mình không có cần phải bắt buộc vẽ từ đâu đến đâu, miễn sao mình vẽ được thôi. Nên ai thuận như thế nào thì mình vẽ như thế đó. Ok, bây giờ mình sẽ kéo xuống đây cho cái điểm thứ hai và nối cái phần còn lại. Cũng như ông nói đó, ai thuận chiều nào vẽ chiều đó. Anh chị kéo từ dưới lên hay kéo từ trên xuống đều được, miễn là nó đi qua ba cái điểm mà mình vừa mới chấm là được. Và mình sẽ đo lại một lần nữa nha. Mọi người thấy ổn không? Khá là cân ha. Ok, chưa có hơi đèn vội nha. Bây giờ mình phải làm một bước nữa để cho cái bông của mình, cái bông hồng của mình chút xíu nó đẹp. Thì anh sẽ lấy ra một chút màu crystal top coat á, cái sorry không phải màu, cái clear crystal clear. Anh để một chút xíu ra cái đĩa màu của mình. Và bây giờ là lúc mà mình phải xài cây cọ mini 3D. Cái cọ này thì cái bảng nó hơi bè nên là rất là phù hợp để mà mình vẽ cái cánh bông hồng lúc này. Thì anh sẽ chấm cái cọ cho nó ướt, nó thấm hết cái clear này, không có quá nhiều, mình chỉ vừa đủ để ướt cái cọ thôi. Và bây giờ anh sẽ blend cái mực này ra một chút. Mình đụng cái cọ vào trong cái đường và kéo ngược vào trong, nhưng mà anh không có để cho nó bị lem ra ngoài nha. Mình chỉ chạm vào cái đường line và kéo nó đi vào trong thôi. Tương tự với bên này luôn. Mọi người khoan vội hơi đã nha. Sau khi mà vẽ cái hình trái tim xong, mình phải blend cái đường này ra trước.
Thế thì anh sẽ kéo ngược vào trong như vậy. Ok, bây giờ thì anh sẽ hơ đèn nha. Hơ khoảng chừng 20-30 giây là được rồi. Hello chị Jenny Nguyễn. Hello chị Thảo Hà. Mọi người ơi, nếu mọi người có câu hỏi hay là thắc mắc gì về cách làm hay là product thì mọi người cứ comment ở dưới nha. Hello chị Niên Võ. Oh, rhinestone làm học sàn á. Hay là đá kim cương. Gọi là cái gì cũng được. Thì cái này là rhinestone. Sorry, mới nãy ăn quên đưa cho mọi người coi. Thì cái hộp rhinestone này, collection number 2, collection số 2, rất là nhiều mẫu. Có cả những hộp nhỏ ở trên đây, hộp tròn để cho mọi người làm những cái chỗ nhỏ. Và có những cái shape nữa, rất là nhiều shape. Cái màu này rất là đẹp. Mọi người thấy không, ở dưới cái đèn nó rất là sáng. Ok, chút xíu mình sẽ xài cái rhinestone này. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục nha. Okay, tiếp theo thì Ân sẽ bắt đầu vẽ đến cái detail là cái cánh hoa. Trước khi vẽ, Ân sẽ hướng dẫn qua mọi người cách mà Ân vẽ cánh trước. Thì khi mà vẽ cánh hoa, mình muốn cho nó tự nhiên nhất thì mình sẽ không vẽ những cái đường harsh line, những cái đường cứng như vậy, không có vẽ một cái cánh cong. Cái cánh hoa của Ân, cách mà Ân đi mỗi cánh á, thì nó gần giống như là cái vảy cá. Mọi người hình dung được không? Khi mà mình vẽ cái vảy cá thì mình sẽ là những cái đường cong như vậy. Thì đây là cách mà mình vẽ cái vảy cá. Thì tương tự khi Ân vẽ hoa, Ân sẽ đi như vậy. Nhưng mà thay vì một cái đường harsh line, một cái đường cứng, thì mình sẽ tập đi những cái đường mềm giống như vậy. Mọi người hình dung được không? Y chang như cái vảy cá, nhưng chỉ là những cái đường lên xuống một chút xíu. Nó càng lên xuống nhẹ 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 thì cái cánh hoa của mình nó càng tự nhiên. Tại vì cái hoa này nó chỉ là nửa cái bông thôi, cho nên ông sẽ hướng dẫn cho mọi người cả hai cách luôn. Mình có thể sau này khi mọi người không muốn vẽ cái trái tim, mình có thể đi nguyên một cái hoa cho hết móng, hoặc là cắt nửa ra vẽ trái tim. Thì ông sẽ chỉ mọi người cách vẽ nguyên bông, sau đó cách vẽ nửa bông ha. Để vẽ nguyên cái bông thì trước tiên á, thường ông sẽ đi một cái hình tròn như cái sóng ốc trước. Mọi người thấy không, cái tay của ông luôn luôn để cho cái đường nó hơi rung 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 một chút xíu. Sau khi vẽ cái sóng ốc rồi thì mình cứ tiếp theo vẽ tới, tiếp theo vẽ tới, tiếp theo vẽ tới, theo đúng cái giống như cái sóng ốc như vậy luôn. Thì ông vẽ cái cánh tiếp theo, ông vẽ cánh tiếp theo, ông vẽ cánh tiếp theo, nó cũng cái cánh ra vô một chút xíu như vậy, không có phải bằng những đường cứng, những đường nhấp nhô thôi. Và càng ra ngoài thì cái cánh hoa của mình nó phải càng bự lên, dài hơn, như là dài cơm vậy. Thì mọi người cứ đi tiếp như vậy thôi. Nhưng mà ví dụ như cái cánh hoa này mình lỡ vẽ tới đụng ngay cái mí rồi, thì cánh hoa tới mình không có nên vẽ ngay cái mí nữa. Mình đang cố đi làm sao cho nó lấn qua cái tiếp theo một chút, để mình không có bị cảm giác như là cái cánh này chồng lên cái cánh này, chồng lên cánh này thì nó rất là xấu. Mọi người có hình dung được không? Thì cái cánh tiếp theo ông vẽ, ông sẽ chồng lên đây một chút xíu. Cánh tiếp theo ông vẽ, ông chồng lên cái cánh tiếp một chút xíu. Thì cái bông của mình nhìn nó tự nhiên hơn rất là nhiều. Ok, còn với đây là cái bông nguyên nha. Thì mọi người có thể vẽ một cái bông tròn lên cái ngón này sau này. Và những cái cánh nào khi mà mình vẽ đủ một cái bông tròn như vậy rồi, những cái cánh nào mà thiếu hai bên thì mình cứ coi như là không có, mình vẽ lên, vẽ lên. Ví dụ như anh có cái móng coffin như vậy đi, là cái móng mà mình đang có trên tay, thì anh sẽ vẽ cái sóng ốc trước ha, cái cánh tiếp theo nối cái cánh đầu tiên, cái cánh tiếp theo nối cái cánh đầu tiên, cái cánh tiếp theo nối cái cánh đầu tiên. Và càng ra ngoài thì cái cánh của mình nó càng bự hơn. Cánh tiếp theo nối cánh đầu tiên, cánh tiếp theo nối cánh đầu tiên. Bây giờ mọi người thấy á, hai cái mí của mình hai bên nó đã đụng rồi, thì mình sẽ không có tiếp tục vẽ ở hai bên đây nữa, mà mình chỉ tập trung vẽ trên thôi. Thì tưởng tượng, cũng tưởng tượng như là đây là cánh tiếp theo chồng lên, cánh tiếp theo chồng lên tới đây hết thì mình dừng.
Cánh tiếp theo chồng lên đây, cánh tiếp theo chồng lên đây, cánh tiếp theo dưới đây chồng lên, nối tiếp hết, cánh tiếp theo chồng lên đây. Và mình sẽ đi, hồi nào nó hết móng thì thôi. Mọi người thấy cái dễ không? Rất là đơn giản đúng không? Mình cứ theo cái hình xoắn ốc mình đi vòng tròn. Ok, nếu mà bây giờ mình vẽ phô thì rất là dễ hình dung đúng không? Cứ cánh tiếp theo, nối tiếp, nối tiếp, nối tiếp. Thì mình vẽ nửa cái bông, nó sẽ trông như thế nào? Thì Ân sẽ vẽ xuống dưới đây đi. Ví dụ như Ân có một cái đường lai, tức là cái thành của cái móng bên đây. Ví dụ vẽ ra cái móng luôn đi. Cái móng của mình nó như đây. Ok, là cái móng coffin đang có này. Thì Ân sẽ bắt đầu cái bông một nửa thôi, nửa của cái này thôi. Thì mình sẽ vẽ, thay vì cái xoắn ốc, mình sẽ vẽ một cái chữ U trước, coi như là nửa vòng tròn đó. Rồi, tương tự, bắt đầu từ đây, một cánh, tiếp theo hai cánh, dừng. Rồi, tiếp theo, bắt đầu cũng từ cái thành này đi ra. Mình biết là mình không có nên vẽ đụng cái mí giữa đúng không? Thì mình dừng ở ngắn ngắn chút xíu. Một cánh nữa, nối tiếp, một cánh nữa. Rồi, cánh tiếp theo nữa, mình biết mình không nên đụng cái mí ở giữa này, tại nó nhìn kỳ lắm. Thì mình sẽ đi ra nhiều hơn một chút. Nối tiếp một cánh nữa, càng ra ngoài, cái cánh mình càng dài hơn. Cái cánh này bây giờ nếu mà mình đi ra luôn tới đây thì nó xa quá đúng không? Thì mình đi gần lại chút xíu, đi tới đây thôi. Rồi, một cánh nữa. Rồi tiếp, một cánh nữa. Rồi tiếp, một cánh nữa. Rồi tiếp, một cánh nữa. Hết. Thì mình dừng ở đó. Thì nó là như vậy thôi. Dễ không mọi người? Còn khi nào nó có trái tim ở đây nữa, ví dụ có thêm một trái tim ở đây nữa đi, thì cũng tương tự, mình vẽ đụng trái tim thì mình dừng, đụng trái tim thì mình dừng, đụng trái tim thì mình dừng. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ lên móng thật nha. Lý thuyết thì vẽ ở ngoài nhìn nó cũng hơi hơi dễ hiểu, nhưng mà không biết là đi vô thật nó như thế nào, thì mọi người cùng coi Ân vẽ thử nha. Ok, đây là cái hũ màu của Ân. Và mình sẽ tiếp tục dùng cây cọ GM Brush, cây cọ hai đầu, mà cái line nó rất là mỏng. Hello Peter Nguyễn, thank you. Hello chị Thanh Trúc. Ok, hẹn mọi người nhớ mình bắt đầu bằng cái gì không? Cái hoa nguyên thì mình bắt đầu bằng một cái xoắn ốc. Cái hoa mà một nửa thì mình bắt đầu bằng chữ U hoặc là nửa hình tròn. Mình sẽ nghiêng cái tay của cách qua một chút xíu để mình có thể thấy được cái phần bên hông này. Thì bắt đầu bằng cái hình tròn nhỏ nhỏ thôi nha. Nửa cái hình tròn, sorry. Nửa cái hình tròn, mình sẽ vẽ nhiều đây. Ok, cái cánh tiếp theo mình sẽ bắt đầu từ phía bên ngoài, vẽ vào trong một chút xíu. Nối tiếp theo một cánh nữa, cũng nhấp cái cọ lên xuống một chút xíu, hạ xuống đây. Ở đây nó còn dư một chút xíu, Ân vẽ một cái cánh nhỏ nữa thôi. Rồi, một lớp. Lớp tiếp theo nữa, Ân sẽ vẽ cái cánh nó dừng ở đây thôi. Ok, bây giờ mình sẽ kéo cái bông. Một cánh nữa ha. Rồi, một cánh nữa. Thì mọi người nhớ, càng ra ngoài thì cánh nó sẽ càng bự hơn nha. Nó dài hơn. Ok, thì mình biết ở đây là cái đường của trái tim. Thì mình vẽ vừa đụng tới đó thôi. Một cánh nữa nha. Nhiều lúc á, cái cánh nó dài và nó không có thuận tay mình thì mọi người có thể chia làm đôi, vẽ nửa bên này trước, rồi cái nửa bên kia sau. Và có chỗ nó sẽ dài, có chỗ nó sẽ mỏng, lồi lên một chút xíu, thụt xuống một chút xíu, thì nó sẽ nhìn tự nhiên hơn. Không phải lúc nào mình cũng vẽ even hết từ bên này qua bên kia. Ok, ở đây mình sẽ nối một cái cánh nhỏ lên đụng cái hình trái tim. Rồi, cánh tiếp theo, cứ theo chiều cái đường tròn xoắn ốc mà đi, cánh này nối tiếp cánh kia. Khi nào mà mọi người đụng cái thành của trái tim thì mình dừng ở đó. Rồi mình tưởng tượng tiếp cái cánh nó sẽ nối xuống đây, và cái cánh cuối nó sẽ nằm ở ngay đây. Ở trên đây còn một chút xíu nữa thì Ân sẽ vẽ luôn một cái cánh bự luôn.
và một cái cánh bên đây nữa. Rồi, có dễ không mọi người? Có dễ không anh chị? Ok, mình vẽ thêm một lần nữa nha. Anh chị nào mà chưa theo kịp á thì mình để ý cách ăn vẽ cái hoa nha. Cái khổ màu này nó rất là đặc nên mọi người không cần phải sợ là cái màu bị chảy hay gì hết. Anh, cái này anh chỉ mới sơn màu đen ở dưới thôi, anh chưa có thóc hút một cái gì hết, không có mét thóc hút gì ở dưới hết, không có sơn thóc. Cứ tiếp tục vẽ thôi. Ok, bên đây, mọi người nhớ không? Mình bắt đầu bằng nửa hình tròn. Vẽ ngay giữa trái tim. Giữa là sao? Giữa là từ đây đến cái đôi mình canh ở khoảng giữa. Vẽ nửa hình tròn. Tiếp theo, từ ngoài vào một cánh nhỏ. Một cánh nữa nha. Mọi người thấy cái đường ông vẽ không? Nó lên xuống, lên xuống, lên xuống. Không có vẽ nửa hình tròn nha. Ok, cánh tiếp theo. Và nối tiếp. Ok, và một cánh nối tiếp nữa. Càng ra ngoài thì càng dài hơn. Mình sẽ dừng ở đây một cánh. Nối phần tiếp theo ra đây. Mọi người không có cần cố vẽ bên phải và bên trái nó giống nhau nha. Không có cái bông nào mà cái cánh bên này nó cần với cái cánh bên kia hết. Nên cái mẫu này nó rất là dễ vẽ. Nhìn thì thấy rất là rối. Nhưng mà tại vì nó không có cái sự, không có bắt buộc là phải cân bằng, phải thiệt là thẳng thớm ngay hàng thẳng lối. Cho nên nó rất là dễ vẽ luôn. Okay, từ đây ông vẽ một cánh nữa. Một cánh nữa. Cứ nối tiếp nhau. Khi nào mình đụng cái đường biên giới thì mình dừng. Ở trên đây thì chắc là một cái cánh nhỏ ở đây thôi. Rồi, một cánh ở đó. Có dễ không mọi người? Nhưng mà chưa có hơi vội nha. Cũng tương tự như trái tim vậy đó. Sau khi mình vẽ xong thì mình lại quay lại với cái cọ mini tui đi. Hoặc mấy anh chị có thể tìm cái cọ nào mà cái bản phía trước không phải là vuông nha, nó chỉ là hơi tấm tấm vậy, hơi dài cọ một chút. Nhà mình sẽ blend những cái đường này ra. Blend vào trong, tương tự như khi mà mấy anh chị blend cái trái tim vậy đó. Blend đi vào trong, đừng làm mất cái đường đó. Mình chỉ blend rất là nhẹ thôi. Mà dễ nhất là mình đi từ ngoài vào trong. Tại cái cánh bựa hồi nào nó cũng dễ hơn cho mình. Và đừng lấy quá nhiều thóc khúc, chỉ chấm cho nó ướt cọ thôi. Và ân blend vào trong. Mọi người nhớ cẩn thận kiểu đụng cái ngón tay này nha. Mình giữ cái ngón tay xuống dưới. Ok, cứ nhẹ 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 dặm cái cọ thôi. Nhằm không có phải là tô hết cái cánh nha. Chỉ là dặm cho cái đường này nó tràn màu ra chút xíu thôi. Hồi nào mình thấy dính màu trắng nhiều quá thì mình lấy bớt ra và lấy thêm top coat vào. Top coat hay là base coat gì cũng được hết, miễn là nó có một chút clear để mà mình blend cái cánh ra được thôi. Những cái cánh ở trong thì nó nhỏ dần dần thì mình blend ít thôi, một chút xíu thôi. Ok, thì mình xong nửa bên đây và qua nửa bên đây nha. Những cái cánh ở ngoài mà gần cái trái tim quá thì mình đã blend trước rồi, mình blend từ lúc mình làm trái tim rồi thì mình không cần phải làm lại nữa cũng được. Chỗ nào mà chưa blend thì mình mới làm lại thôi. Ok, tán cái đường này ra, kéo vào trong. Bên đây cũng vậy, kéo bên đây vào trong. Ok, bây giờ thì mình sẽ hơ đèn nha. Bước tiếp theo á, thì mình sẽ cần dùng cái chai Jolly Full Gel số 17. Thì chai này nó có màu đỏ. Anh nghĩ ở Việt Nam á, thì người ta hay gọi là gel thạch á, màu đỏ. Thì nó trong thôi, nó không phải là màu solid nha. Khi mà anh quét lên trên cái bảng này mọi người thấy không? Nó trong, đỏ trong trong thôi. Ở đây á, thì nó có hai cách làm. Nếu mấy anh chị nào muốn là chỉ có cái bông của mình màu đỏ thôi và giữ cái phần ở ngoài vẫn màu đen như cũ
thì mình có thể sơn đúng cái trái tim thôi. Hoặc là ở đây Ân sơn hết móng luôn, tại vì Ân cũng thích cái màu, khi mà màu đỏ này nó chồng lên trên màu đen thì nó ra cái màu nâu hơi chocolate chút xíu, nó rất là dễ thương. Bây giờ Ân sẽ sơn qua nha. Lớp đầu tiên thì nó sẽ vẫn còn, mình thấy màu nó hơi nhạt, ở dưới mình thấy màu trắng nhiều. Thì tùy mọi người muốn cái bông hồng của mình nó màu như thế nào. Ở bàn tay bên kia thì Ân đi hai lớp màu joyful này. Okay, mình sơn hết qua mặt luôn. Sau đó mình sẽ hơ. Hơ khoảng 30 giây là được. Hello bạn Huy Toàn. Hello mọi người. Mọi người nhớ like và share giúp Ân cái livestream nha. Hello chị Cindy Mai. Oh hello Lina. Lina. Lina hỏi là what kind of glue do you use for stones? Oh, I'm using this one. It's called glue gel from Zerno. Stay very well, very sticky inside. Thì kia đến cái rhinestone lên á thì Ân đang xài cái hũ glue gel của Zerno. Một chút xíu nữa Ân sẽ chỉ cụ thể hơn cho mọi người xem. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục với một lớp nước sơn nữa nha. Still là chai Jellyful Gel số 17. Ở trong cái set Jellyful Gel thì nó có 18 màu, rất là nhiều sự lựa chọn cho mấy anh chị. Và cũng cái mẫu này, nếu mà mình sơn màu xanh lá cây đi thì mình có thể dùng nó cho ngày St. Patrick's Day. Mọi người nhớ không? Cái ngày mà mình hay vẽ cái lá may mắn đó, thì mình có thể vẽ y chang như vậy. Sơn hai ngón này, mấy ngón còn lại màu xanh lá cây và mình vẽ hai cái bông màu xanh lá cây. Rất là dễ thương, Ân cũng từng thử mẫu này rồi. Để Ân lấy cho mọi người coi cái sample của mấy cái màu này nha. Ân rất là thích cái set này luôn á. Ok, ở đây thì Ân có 18 màu của Jolly Joe. Người thấy dễ thương không? Hai màu mà Ân thích nhất, màu số 18 là màu đen. Để mà mình sơn lên cái móng đó, nhìn nó đen mà nó trong. Màu mà Ân mới xài lên tay của màu đồ là màu số 17, màu đỏ cam. Mình cũng có thể dùng màu số 14, màu xanh lá cây để cho lễ St. Patrick's Day. Và rất là nhiều màu khác. Màu số 8 lên màu đỏ cũng rất là đẹp nha. Và những cái màu khác tươi lắm mọi người. Ok, bây giờ xong hai lớp rồi thì Ân sẽ sơn shiny top trước. Mọi người có để ý không, ở trong cái design này thì mình thấy ở trong cái trái tim thì Ân dùng matte top coat, ở ngoài Ân dùng shiny top nha, thì nó mới nổi bật cái trái tim của mình lên được. Và những anh chị nào mà còn lo lắng khi mà đính rhinestone á, khi mà mình sơn cái, mình kéo cái đường keo trước khi mình đính á, mình sợ làm cho cái phần matte top coat ở dưới nó dễ bị lem á, làm cho matte top coat nó thành shiny á, thì cái này cũng là một cái trick để mình khỏi bị nữa. Ok, shiny top trước. Và Ân đang xài chai Crystal Top Coat. Rất 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 là bóng. Bóng loáng nha. Những sợi bóng khác thì mình không có guarantee. Mình chỉ biết là nó rất là bóng thôi. Ok, một lớp. Này ngón bên đây nữa. Bây giờ Ân sẽ hơ cái này trước. Hello chị Nguyễn Dung. Hello chị Kim Phan. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian tối thứ hai vào xem và học vẽ cùng với Ân nha.
Tiếp theo nữa thì mình sẽ dùng chai Matte Top Coat để mình sơn hai cái phần bên trong của trái tim cho nó matte lại. Tại vì khi cái hoa hồng á mà mình sơn matte chứ nhìn nó thật hơn, nó real, giống như là nó 3D hơn. Okay. Và cái top coat mà anh đang xài á, cái matte top coat velvet, nó làm cho màu đen của mình matte nhưng mà nó không có nhìn giống như màu xám lông chuột, nó nhìn velvet giống như là nhung vậy. Một số cái top coat mà anh xài trước đây á, khi mà mình sơn lên trên màu đen, nó làm cho màu đen thành màu xám đậm, màu xám lông chuột. Thì anh sẽ chỉ sơn đúng lên cái phần trái tim thôi, dễ phong mọi người. Nếu mà mình tập trung á, mình vẽ cái mẫu này thì thật sự nó rất là nhanh. Tại ông vừa vẽ vừa hướng dẫn vừa chỉ nên mọi người thấy mình làm lâu thôi. Ok, bây giờ ông sẽ hơi nha. Bước tiếp theo nữa thì mình sẽ bắt đầu đến rhinestone. Ok, thì ông dùng hũ glue gel này. Và mình sẽ cần một cái cây bút như vậy để mình lấy rhinestone. Cái cây này rất là tiện, một đầu này mình lấy rhinestone và một đầu này mình có thể chỉnh cho nó ngay cái vị trí mà mình muốn được. Trong cái design của ân thì sẽ có 3 ngón mà mình cần rhinestone, là 2 ngón design và ngón trỏ. Mình có cái hũ keo, ân sẽ để ở bên hông. Đầu tiên thì ông sẽ kéo một lớp keo chạy dọc quanh cái hình trái tim của mình trước. Mọi người nhớ là mình chùi cọ trước nha. Hello chị Trang. Hello chị Mia Dao. Hello chị Tracy Pham. Okay. Mình kéo một đường mỏng ở trên đây trước. Cái tay ở đây á, thì ân đang đính những cái hột nhỏ trước, size nhỏ nhất. Sau đó là đến size trung, size thứ hai, mấy hột. Sau đó là đến size lớn ở khúc giữa cho nó dài hơn. Rồi đến size trung ở giữa này lại, và đến size nhỏ chút xíu. Nên khi mà mình quét keo, mình biết cái dự định của mình là đi từ nhỏ, lớn hơn nữa, rồi nhỏ lại. Nên mình sẽ quét một đường mỏng ở đây trước. Ở cái khúc giữa thì mình sẽ quét cho nó dài hơn, nhiều hơn. Cái đường nó dài hơn một chút xíu. Và đến cuối thì mỏng lại. Ok, bây giờ anh sẽ bắt đầu đến bên đây nha. Anh sẽ đi 3 hột nhỏ trước. Thì số lượng hột nhỏ hoặc lớn bao nhiêu mình có thể tùy cơ uyển chuyển tùy theo cái độ dài ngón tay và cái độ lớn của cái hình trái tim mà mình vẽ nữa. Và thường thì anh sẽ đi chồng lên trên cái đường màu đỏ một chút xíu thôi. Okay. Mình có 3 hột nhỏ, mình sẽ đến tiếp 3 hột size lớn hơn, size kế tiếp luôn đó. Ok, anh sẽ đến khoảng 6 hột size lớn hơn nữa. Chỗ này nó hơi thiếu keo, mình có thể dặm thêm vào. Thêm vào đây một chút xíu keo nữa. Mình đi tiếp 6 hột size lớn hơn nữa. Mọi người có thích cái rhinestone mà ông đang xài không?
Nhìn nó rất là sáng ở dưới đèn luôn á. Ok, 4 hộ. 5. 6. Mọi người đính rhinestone, mọi người nhớ đếm nha, để mà cho hai bên của mình nhìn nó cân với nhau nữa. Và 3 hộp nhỏ hơn. Anh nghĩ thêm một hộp nữa đi. Xuống dưới này 4 hộp nhỏ hơn. Và anh sẽ kết bằng 3 hộp nhỏ. Ok, thì bây giờ anh đang đính là 3, 6, 4, 3. Mình sẽ chỉnh lại một chút xíu nữa. Nhìn lại một lần coi cái đường đính đá của mình nó đã đều chưa. Ok, giờ mình sẽ hơ đèn trước. Hơ khoảng 30 giây trước đã. Rồi mình sẽ đến nửa bên đây và ở trên cái đường cuticle. Ok, tiếp theo tay bên đây. Tương tự như mới nãy thôi, mình cũng quét keo. Và mọi người nhớ là mình đi đường mỏng ở trên. Chút, xong rồi mình sẽ bắt đầu làm cho nó dài hơn. Vì ân đính đá một đường mỏng thôi nên ân sẽ sợi luôn cây cọ mà ân đang vẽ line mới nãy á, để mình kéo cái nét cho nó mảnh, nó không có bị tràn keo hai bên. Ok, và bây giờ mình đánh đá nha. Thì bắt đầu bằng 3 viên xoay nhỏ trước. Sát vào cái đường màu đỏ một chút xíu. Kế đến 3 viên xoay lớn hơn. Rồi 3, 6 viên xoay lớn hơn nữa. Chỉ chồng lên cái đường màu đỏ một chút xíu thôi nha mọi người. Và 4 viên nhỏ hơn. Mình nhớ là mình phải đếm nha. Thì chút xíu ra cái design của mình nó mới cân đối được. 3, 4 và 3 viên nhỏ nhất. Để tránh mấy cái hột này nó chạy tới chạy lui trong lúc mà mình move từ ngón tay này sang ngón tay khác á, thì thường là ông sẽ hơ từng ngón một. Hoặc là mấy anh chị có thể dùng cái đèn mà mình làm móng út á, cái đèn mini flash cure, mình hơ sơ qua thì mình có thể làm tiếp những ngón khác. Nhưng mà chắc ăn thì mình cứ hơ từng ngón một đi. Hello chị Hương Ly. Hello Cường Nguyễn, mọi người ơi nhớ giúp ân like and share livestream này nha, để cho nhiều nhiều những anh chị nào mà chưa biết đến chương trình livestream của Journal dạy vẽ vào mỗi tối thứ hai lúc 9 giờ thì có thể nhớ và coi livestream để học vẽ cùng với ân. Ân muốn rất rất là nhiều anh chị làm nail mình có thể vẽ đẹp, biết vẽ và kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Okay, ngón cuối cùng mình sẽ đi một đường từ nửa bên hông của ngón này đến nửa của ngón kia. Ở giữa ân đính 3 hộp size lớn. Size lớn sau bằng với bên đây này, 3 hộp size lớn là 6 hộp ở đây á, thì nên ân sẽ vẽ cho nó dài lên một chút xíu. Hai bên hông thì có thể nhỏ nhỏ thôi vì mình chỉ đính hộp nhỏ. Cái hũ keo này nó đặc, nó không có bị chảy lem ra nên cũng rất là dễ luôn, dễ cho ân.
mình quét kêu ở đâu thì nó nằm ở đó thôi. Ok, một hộ. Mình sẽ đến ở giữa trước. Bên phải một hộ thì bên trái một hộ. Để cho đảm bảo là cân đối. Rồi chút xíu mình chị không cần phải đếm lại. Mình cứ bỏ bên phải một hộp xoài nào thì mình bỏ bên trái một hộp xoài đó. Ok, tiếp nha. Bên đây. Một hộp. Bên đây. Một hộp nữa. Và còn lại thì ông sẽ đến những hộp nhỏ thôi. Hai hộ. Anh nghĩ nó còn một chút xíu space, ông sẽ đến thêm một hộp nữa. À, bên kia, bên đây đến thêm một hộp thì bên đây cũng phải đến thêm một hộp nữa. Chứ ở dưới của mình á, nó không phải là shiny top, nó không có dễ giống như bên đây nó shiny top. Thì mình quét keo lên, cái đường keo nó tiệp với lại cái top coat rất là dễ. Ở đây cái background của mình nó là matte top coat. Mấy anh chị đến quét keo nó lem xuống matte top coat thì chút xíu cái khúc đó nó sẽ thành shiny lại. Nên mình phải cẩn thận nha. Khó hơn. Dán cái rhinestone ở trên cái matte top coat thì nó khó hơn. Ok, bây giờ mình hơi đèn nha. Hello chị Út Trần, hello chị Minh Nguyễn. Hello chị To Scott. Oh, chút xíu chị có thể xem lại, đừng lo. Cái livestream này nó sẽ ở trên Journals Facebook mãi mãi. Nên mọi người không cần phải lo. Chút xíu kết thúc livestream thì mọi người có thể coi lại. Và chút xíu nữa ông sẽ update hết những cái link để mua product, link để cho mua Jollyful Joe và những cái cọ nữa. Thì mọi người có, nếu mà cần supply thì mình có thể tham khảo qua để biết những supply nào mà ân đang dùng. Hello chị Linda Trương. Ok. Nhưng mà mọi người biết không, khi mà đến rhinestone á, nếu mà mình chỉ quét một cái lớp keo chút xíu ở dưới thì nó thường là nó chưa có đủ. Nên khi mà đến rhinestone á, ân sẽ thường có một chút xíu crystal top coat, một chút xíu top coat nữa. Dân sẽ dặm lại một chút xíu những cái kẽ để cho cái rhinestone mà nó dính kỹ hơn hoặc chắc hơn nữa. Thì mọi người có thể mix cái này với lại cái glue gel mới nãy để cho nó lỏng ra một chút xíu, để mình dễ kéo thôi, cho nó lỏng ra một chút xíu xíu thôi. Ok, thì bây giờ ông sẽ dặm lại nha. Cái ở ngoài đây nó là shiny top, rất là dễ cho mình. Tại shiny top với lại cái glue mình kéo lên mình sẽ không có thấy cái đường keo của mình khi mà mình dặm lại. Mình sẽ dặm ở bên ngoài hoặc là ở ngay giữa hai hộp. Những hộp lớn á, thì mọi người có thể dặm ở giữa hai hộp một chút xíu. Mỗi cái kẽ giữa hai hộp mình quét nhẹ một chút keo vô đây nữa thì nó sẽ ở rất là lâu, rất là khó rớt. Thì đây là một cái trick mà ân xài. Mình không có làm cho cái viên đá của mình bị lu mờ. Cái đá nó rất là sáng, mình sơn một lớp top coat qua nó mờ liền, không còn sáng nữa. Thì mình kéo một lớp nhẹ như vậy thôi. Và nhớ đi cái đường outline ở ngoài nữa. Nếu mà mình đang sơn shiny top ở ngoài thì quá dễ dàng. Mình đi hết lại những cái kẽ này một lần nữa thì nó dặm thêm keo vào, nó sẽ chắc hơn. Mà phải dùng cái cọ thật là mảnh nha. Ok, tay bên đây ông cũng sẽ dặm lại một chút xíu nữa. Mình đi cái đường ở ngoài trước đi. Đi hết cái phần bên ngoài. Cái keo nó trong, nó tiệp với lại cái shiny top ở dưới cho nên nó sẽ không có thấy. Nhưng mà với matte top coat thì khác nha. Qua cái ngón tiếp theo anh sẽ hướng dẫn mọi người cách trim đi thêm cái dặm keo trên cái matte top coat. Ok,
Okay, mỗi cái kẽ giữa ăn dặm thêm một chút xíu keo vào. Mọi người nhớ là mình phải dùng cây cọ thật là mảnh nha, để tránh làm cái viên đá của mình nó bị mờ. Một chút xíu ở bên giữa hai cái hột thì sẽ không có thấy nhiều, nhưng mà một giọt thật là bự che hết cái hột đá của mình thì nó quá phí đi. Mình xài đá rất là sáng, mình mua nhiều tiền nữa. Mình để cho nó sáng đẹp mình mới lấy tiền khách được chứ. Ok, cho ngón này. Nếu mà mấy anh chị đang làm cái đường cuticle giống như ông, thì thay vì đi ở trong đây, nếu mình đi trong đây thì nó sẽ sao? Nó làm matte, quay lại shiny, không còn đẹp nữa. Thì mình sẽ đi ở ngoài đây, sát cái đường da tay của khách. Cố gắng không có để bị chạy lên tay nhiều, nhưng mà mỗi cái đường viền ở ngoài này mình có thể dặm thêm một chút xíu keo vào. Những cái kẽ giữa hai hột đó dặm thêm keo vào, và ở giữa mỗi hai hột mình dặm thêm keo vào. Rất là dễ phải không mọi người? Rất là nhiều anh chị nói với ông là cô ông ơi rất là sợ dán hột sàn, tại vì hột sàn mua thì mắc, lấy tiền thì nhiều, không thể đính một ngón dài như vậy lấy 5 đồng được, đến rất là cực, mất nhiều thời gian, mà khách về rớt quay lại mất vốn, rất là khó. Thì mọi người nhớ đính hột sàn lên nhớ siêu lại một lần nữa nha, những cái đường kẽ chấm thêm keo vào, ăn gian một chút xíu. Okay. Còn trong trường hợp mà mình đính đá ngay giữa cái ngón thì mình phải nghiêng cái ngón tay qua, chạy cái đường keo theo đúng cái hình của cái đá và nhỏ vào những cái kẽ ở ngay giữa cái viên đá, nhỏ thêm cái top coat mix với keo á, nhỏ thêm vào thì nó mới ăn chắc những cái viên đá. Viên này nó bám vào viên kia, nó dính lại với nhau thì nó ở rất là lâu. Okay, bây giờ thì mình sẽ hơ đèn nha. Khi seal mấy cái rhinestone thì mình seal hết một lần luôn, không cần phải chờ. Nhưng mà khi đính đá thì đính từng ngón một nó sẽ an toàn hơn, nó sẽ đỡ chạy. Hột nào mình đính nó sẽ ở đúng chỗ hơn. Okay. Chút xíu nữa, ai mà chưa nhớ cái cách mà ân vẽ bông hồng hết thì mọi người có thể coi lại một lần nữa. Ok, đây là một tay nha. Khi chụp hình á, mình nhớ xếp làm sao mà hai cái ngón tay này nó chụm vào nhau. Mấy cái ngón này nó phải nằm trên một cái đường thẳng, thì cái trái tim của mình nó mới cân và nó mới đẹp được. Ok, cái tay bên kia mình hơ xong thì mình xếp thẳng. Thì làm sao phải có một tay nó thành trái tim và một tay xếp thẳng thớm còn lại. Ok, mọi người có thích không? Những ngón còn lại thì ông đã sơn matte top coat rồi. Dễ thương lắm phải không mọi các bạn? Mấy anh chị, okay, rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian coi cái livestream học vẽ cùng với Ân. Và hy vọng được gặp lại mọi người vào thứ hai tuần tới vào lúc 9 giờ tối theo giờ Florida nha. Và Ân chúc mọi người ngủ ngon, ngày mai đi làm, vẽ lại món này, làm thật là nhiều tiền. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu anh chị nào mà còn thắc mắc, có câu hỏi về cách vẽ hay là supply thì mọi người có thể comment ở dưới. Thì Ân và Journal sẽ trả lời câu hỏi của các anh chị. Thank you. Oh, hi chị Linh Đà Trương. Tháng 2 này, ngày 20, 21, 22, theo nhớ là thứ 2, thứ 3, thứ 4, thì công ty Journal sẽ có lớp Journal Masterclass ở Houston. Thì chị có thể đăng ký lớp ở trên website của công ty. Hello chị Kim Mai Phạm. Cái này là Ân up. Ở trên tay của model thì ăn up hai shape khác nhau, một tay là shape coffin, một tay là shape pointy. Sử dụng cái tiara kit của công ty Journal thì cái hộp này anh có sẵn trên bàn này. Hộp này là long stiletto. Rất là nhanh, rất là tiện và làm rất là nhiều tiền. Ok, hẹn gặp lại các anh chị tuần tới nha. Đừng quên là mình có hẹn vào tối thứ hai lúc 9 giờ trên kênh Facebook của Nail Shop Journal. Good night!